Quả thì nhiều rồi, quả thì vô biên. Đây đây. Nguyên quả nó rơi vào tầm. Cây này nó rơi vào tầm mấy tạ. Sợ thật đấy. Quay nó khuất lá còn thế này nên nếu mà nó mà dạch ra cây này nó rơi vào tầm vài tấn. Cây này thoát thân được 2,5 mét. Thoát thân 2,5 mét. Cây này giúp 20 người được. 20 người không cây được. Cắt cây kia là cọc cỏ cỏ này chụp ảnh Tết thì chụp cây này mà cho làm chụp ảnh còn hơn gấp 10 lần cây hồng Linh Bình. Nguyên quả này nó rơi tầm khoảng độ 4 tạ. Cây mới bầu nữa. Hơn tấn không khoanh được. Sức người không làm được.